Sau những phút tỏa sáng trên sân khấu, Lệ Quyên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi và căn biệt thự xa hoa theo phong cách cổ điển tại thành phố Thủ Đức chính là chỗ trú ẩn bình yên của giọng ca Hà Nội. Một khoảng sân lớn vừa là khoảng đệm, vừa là nơi thư giãn của cả gia đình, với hồ nước làm mát và khoảng hiên nhỏ được bao quanh bởi cây xanh rất lãng mạn. Nhìn từ phòng khách, không gian bên ngoài thật lung linh và huyền ảo. Nữ ca sĩ Lệ Quyên đã chọn màu trắng làm chủ đạo và phong cách cổ điển cho ngôi nhà của mình để tôn lên vẻ sang trọng. Ngôi nhà được bố trí một khu vực sảnh đón khách với tấm đá xuyên sáng lớn để lấy sáng, cùng chiếc cầu thang xoắn với các chi tiết uốn lượn vô cùng bắt mắt. Không gian bếp được thiết kế mở với phòng khách, tăng cảm giác rộng rãi và ấm cúng trong căn nhà. Ngoài bàn ăn khá rộng, khu vực bếp còn có đảo bếp khá lớn, tăng tính tương tác giữa người nấu và khách đến chơi. Khu vực bàn ăn được ốp kính để tạo cảm giác nhân đôi không gian. Và đây cũng là nơi nữ ca sĩ Lệ Quyên yêu thích nhất trong nhà. Không gian mà tất cả các thành viên trong gia đình đều có thể sum họp sau một ngày dài bận rộn. Khu bếp đầy đủ công năng hiện đại giúp gia chủ thoải mái, dễ dàng khi sử dụng. Nội thất trong nhà vô cùng sang trọng và tinh tế, được chọn lựa cẩn thận. Phòng khách được thiết kế có phần đơn giản hơn nhưng không kém phần sang trọng lộng lẫy với các chi tiết dát vàng lên các đồ nội thất. Do được thiết kế theo không gian mở, cơ ngơi của Lệ Quyên luôn ngập tràn ánh sáng. Tầng trệt là không gian sinh hoạt chung, cửa vòm cao hơn 6 mét chính là điểm nhấn cho cả ngôi nhà. Đồng thời, đèn thả chân lớn cũng giúp không gian nhà thêm bừng sáng. Cầu thang xoắn với những chi tiết uốn lượn bắt mắt, không gian trưng bày trang phục và phụ kiện được bố trí ở tầng 2. Với tính chất công việc của Lệ Quyên, không gian trưng bày trang phục và phụ kiện là một trong những khu vực được nhóm kiến trúc sư chăm chút kỹ lưỡng. Các hệ tủ lớn kết hợp với kính để làm tăng giá trị của mỗi chiếc túi cũng như các bộ trang phục của nữ ca sĩ. Song song đó, kết hợp cùng tủ phụ kiện để tô điểm thêm sự quý phái cho không gian này. Trái ngược với phong cách hiện đại thiên về tối giản nội thất thì phong cách cổ điển lại chọn lựa những chi tiết cầu kỳ, trau chuốt nhằm tạo sự nổi bật cho căn phòng. Phòng ngủ chính cũng được mở rộng với khu thay đồ giúp dễ dàng hơn trong việc di chuyển chuẩn bị ra ngoài. Sàn phòng ngủ được ốp gỗ với màu sắc nhã nhặn, điểm nhấn là những chiếc thảm với họa tiết công phu. Phòng tắm nổi bật với bức tường đá hình chim là nơi nữ ca sĩ thư giãn tối đa. Một phòng ngủ khác được thiết kế đơn giản hơn với màu trắng và xanh khiến không gian trở nên nhẹ nhàng và mát mẻ. Căn nhà cũng có những góc nghỉ khá độc đáo với ghế tròn cùng đèn chùm ánh vàng, bức tường họa tiết đặc sắc. Bức tường đồng thời cũng để ngăn cách với gian thờ ấm cúng trang nghiêm. Lấy phong cách cổ làm chủ đạo, nhưng trong quá trình thiết kế biệt thự của ca sĩ Lệ Quyên, các kiến trúc sư đã khéo léo trong việc phối màu và lựa chọn chất liệu nội thất, mang đến một không gian sống vừa xa hoa nhưng không hề rườm rà.